Xin chào các bạn. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại công nghệ, cho nên dần dần mọi người đã bỏ đi cái thói quen sử dụng điện thoại bàn truyền thống. Thay vào đó thì một số công ty đã tìm đến giải pháp VoIP, đó chính là điện thoại qua giao thức Internet. Và hôm nay mình xin demo cái hệ thống tự xây dựng nhờ vào công ty có tên là Basic. Basic là tên một công ty cung cấp giải pháp VoIP All-in-One. Là các bạn có thể có tính năng ví dụ như là thoại này, nhắn tin hay là chat nhóm, mở cuộc họp vân vân. Thì bản mình dùng ở đây là bản free thôi. Thì đối với bản free á thì mình có thể add được 25 số điện thoại, 25 máy thiết bị và cũng như có thể sử dụng được 8 cuộc gọi một lúc. Ngoài ra còn có 5 cuộc họp nè. Một cái SIP trunk này mình chưa nghiên cứu xem là cái gì. Cái quá trình cài đặt ấy, thì diễn ra khá là lâu do mình dùng một con Azure giá rẻ nhất, dùng Win Server, cho nên là hôm nào mình có thời gian rảnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt hệ thống sau. Còn đây là cái giao diện điều khiển khi mà các bạn cài đặt xong hệ thống. Ở đây mình có một cái mục extensions, mình đã add sẵn một vài cái số để test như thế này. Rồi, cái basic này có một cái client dùng để chạy trên PC. Như các bạn thấy đây, đây là cái client của mình. Trong đây nó sẽ liệt kê những cái số mà trong cái server của mình. Ngoài ra các bạn có thể add thêm những cái số khác thông qua một công tắc này. Thì toàn bộ nó sẽ đồng bộ qua công tắc bên đây. Tức là tất cả thiết bị chạy hệ thống này đều nhận được cái thông tin về danh bạ như vậy. Còn về trên điện thoại á, ở đây mình dùng một cái iPhone để demo, thì trên đây có app Basic. Đó. Rồi. Đây là giao diện của cái app trên điện thoại. Thì mình muốn gọi cho máy nào, mình chỉ bấm số đó thôi. Ví dụ như cái account trên điện thoại mình á đang là 00 này. Còn cái danh PC này đang là 01. Thì ở đây ví dụ mình lấy cái điện thoại mình bấm 01 thì nó sẽ gọi tới cái PC. Nhưng mà vừa nãy mình test á thì lại gọi từ điện thoại PC không được. Mình không biết có phải lý do là do đứt cáp quang biển hay không. Thì mình thử lại nha. Quả nhiên là không được. Vậy chắc là do cái tình trạng đứt cáp quang biển khá là nặng. Tuy nhiên mình không hiểu tại sao mà lại gọi từ điện thoại, gọi từ máy tính qua điện thoại lại được. Hồi nãy mình có test ở mạng khác á, thì hoàn toàn bình thường, nhưng là về mạng nhà mình lại điện thoại máy tính không được. Giờ mình sẽ gọi qua chiếc điện thoại của mình với đầu số là 00. Mình sẽ gọi theo phương thức là extension nha. Ở đây các bạn thấy trong danh bạ là có extension và số ngoài bình thường. Thì cái bản free mình á cũng chẳng nạp kẹt cái gì hết, nên là mình không thể nào mà gọi qua cái số mobile được, mình buộc phải gọi qua extension. Ở đây là 00. Đó, các bạn thấy là đổ chuông nè. Sẽ trả lời. Thì mình cũng đã test hết rồi, thì cái độ trễ của nó khá là thấp, chỉ 0,1 giây, chưa đến 0,1 giây nữa. Mình sẽ bật loa ngoài lên để các bạn thấy độ trễ nha. Alo, 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 độ trễ rất là thấp, mặc dù cái server của mình đặt tại Singapore. Ngoài cái tính năng gọi điện vậy thì các bạn có cái tính năng khác, ví dụ như là họp thư thoại. Ở đây mình ví dụ mình gọi qua đây, gọi qua thì đó, các bạn thấy không? Nếu mà mình từ chối á hoặc mình không nghe máy á thì nó sẽ hỏi mình là có muốn lưu lại không. Ví dụ sau tiếng beep này mình muốn ghi lại những lời nhắn thế này thì mình sẽ đồng ý, nói xong mình bấm thăng. To save message, press 0. Nó hỏi To repeat mình recording, press 1. lưu lại thì To bấm zero. verify your message save. Đó, lập tức bên cái điện thoại của mình sẽ có một số 1 ở đây. Mình bấm vô và nó sẽ có một gọi là voicemail nè. Đó, một voicemail. Bị lỗi rồi. Chắc đây là một lỗi app rồi. Voicemail đây, mình play, hỏi mình là có muốn là không. Clip này mình muốn đi là những lời nhắn thế này. Đó,
Đó, có tính năng voicemail rất là hay, dùng để các bạn đặt tin nhắn thoại. Ngoài ra thì ở đây nó còn có tính năng là chat, tức là nhắn tin bình thường đó mà. Dù mình có thể tính nhắn nhóm nè, hoặc một người, thì mình demo qua cái hệ thống đúng không, không không nha, là cái điện thoại của mình. Mình gõ hello how are you đó, hello how are you, I'm fine thank you and you. Cái tốc độ cũng rất là nhanh luôn. Bye to goodbye. Ok. Ngoài ra có một tính năng khác rất là hay, đó chính là gọi nhóm. Gọi nhóm hay qua nền web hoặc là qua app. Thì nhóm này á, thì các bạn có thể add thêm những cái bạn vào đây. Thì chúng ta sẽ tạo một cái cuộc họp để mọi người có thể trò chuyện cùng lúc với nhau, trao đổi thông tin một cách đồng thời, rất là hay. Rồi để coi, tạm tạm sơ qua thì Basic có những tính năng chính như vậy thôi. Thì tại sao các doanh nghiệp lại thường dùng những cái hệ thống tự thiết lập thế này mà không dùng những cái sẵn như là Facebook hay là Zalo? Thì cái vấn đề ở đây á, là vấn đề thứ nhất là tính ổn định. Thì bạn tưởng tượng là một bạn ví dụ một doanh nghiệp có tiền, họ sẽ thuê một cái server riêng đặt tại data center, thì cái sự duy trì server đó sẽ do doanh nghiệp đó đảm bảo được, sẽ chắc chắn hơn là đối với các bạn dùng những cái hệ thống VoIP qua bên ngoài. Thì các bạn không thể biết được khi nào server nó bảo trì hay là bị tắt hay sao sao đó, bạn không thể kiểm soát được chuyện đó. Rồi thì vấn đề thứ hai là vấn đề bảo mật. Thì những một số doanh nghiệp đề cao vấn đề bảo mật đó, thì họ sẽ dùng hệ thống riêng để mà họ đảm bảo rằng những thông tin họ trao đổi không bị lọt ra bên ngoài, sẽ gây ảnh hưởng tới cái doanh nghiệp đó. À, mình muốn nói là các bạn có để ý trên đây là chúng ta có 5 like nè, tức là một lần các bạn có thể nói chuyện 5 like với 5 người khác nhau, cũng đơn giản vậy thôi. Rồi demo sơ qua như vậy. Xin hẹn các bạn vào một clip kế tiếp, và mình hy vọng mình có thời gian để hướng dẫn các bạn về cách cài đặt một cái server Basic như thế này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.